Xin chào quý vị và các bạn. Lại có nhân viên của bên đơn vị vận chuyển giao cho mình một cái thùng hàng. Quay lại để quý vị và các bạn xem tình cảm của các thượng đế trên giải chữ S dành cho lão nông Chi Điền Khang Audio 1861. Isuzu. Đây. Không đồng rồi em. Rồi anh cảm ơn, anh cảm ơn. Rồi em xin nhá. Đây là cái thùng xốp. Đây, thùng xốp người anh em vừa mới giao cho mình đây. Đấy. Thùng xốp này có nhiều lỗ. Thế nhưng mà những cái lỗ ở cái thùng này thì đã được băng dính lại. Đấy, băng dính lại. Lỗ như tổ ong hay là cái thùng xốp về trước để nuôi ong. Nuôi ong lại nghĩ đến cái gì? Lại nghĩ đến mật ong. Bây giờ mình che cái số điện thoại nhá, che cái số điện thoại của người gửi đi vì những lý do tế vân nhị, quý vị và các bạn thông cảm cho, không thể công khai số điện thoại ở trên mạng được. Đây, người gửi Lê Khánh Sơn, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đấy, mã số đơn hàng này. Giờ là bóc nó ra. Trước khi bóc thì trân trọng cảm ơn đơn vị vận chuyển đã vận chuyển cái thùng xốp từ thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vào tới Bình Dương, mà cái thùng xốp này lại còn nguyên hình nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không móp méo. Trân trọng cảm ơn bên đơn vị vận chuyển. Đấy. Đây, đã bóc vào xong rồi. Giờ xem bên trong là cái gì nhá. Xốp. À đây, đây có lá thư thì lại phải đợi để che số điện thoại đi đã. Không thể để số điện thoại được. Đấy. Che số điện thoại đi. Đây, xin thưa tới quý vị, lại không đeo kính rồi. Xin thưa tới quý vị, kính gửi anh Khang. Vừa rồi tôi có gửi tin nhắn cho anh rồi. Nhưng mà còn thêm đó này, cho anh rồi đó này. Đấy. Rồi này là rồi đó nhá, chứ không phải rồi gì đâu. Tôi có con đài suýt nữa đọc thành con gì. Con đài Sony hai cửa, anh xem kiểm tra và sửa giúp tôi. Đây, và sửa giúp tôi. Hiện trạng đài hai cửa băng vẫn HDBT hoạt động bình thường. Đấy, này là viết tắt. Hai cửa băng vẫn hoạt động bình thường nhưng ấn rất lặng. Đấy, nhưng ấn rất lặng. Tiếp tục, nhưng cửa A đầu từ vớt lúc được lúc không. Và anh xem bộ bàn phím nào thay cho tôi. Hai bộ vỉ, bộ này nó cọc cạch. Đây. Đấy, hai bộ ví hay ví để dấu sắc để ví, nó cọc cạch, không đúng bộ của nó. May quá lại đấy đánh dấu huyền nhé. Đây này, đài này, dấu này là dấu huyền. Đài Zazio, ra này, Zazio
vẫn HDPT vẫn hoạt động bình thường, anh xem có cần phải cân chỉnh lại không? Nút gạt tách loa nó trục trặc chập chờn, anh xem có gì cần phải thay thế, anh cứ thay cho tôi. Đấy, tức là thay này là thay cho anh ấy chứ không phải thay cho người khác. Tôi xin chân thành cảm ơn anh. Khánh Sòn này. Đấy. Người gửi ở ngoài là Khánh Sơn thế nhưng mà đây cái lá thư này là của Khánh Sòn nhá, đây này. On là on này. Đấy, Khánh Sòn. À, trân trọng cảm ơn Thượng Đế Khánh Sòn. Đây đây, người gửi ở ngoài này thì Khánh Sơn nhá, nhưng mà người viết lá thư thì là Khánh Sòn. Đây. Đấy. Rồi. Đây, bọc vải cho nó, bỏ cái vải ra. Đây, vải. Vớt 4 bề đều là xốp hết. Đấy. Đấy. Lót xốp cũng cẩn thận lắm, cẩn thận lắm. Bây giờ bỏ cái đài này ra và đưa nó lên cái thùng xốp này để xem nó là cái đài gì. Đây, đài đây. Anh Trần Văn Đài đây. Đây là cái đài Sony. Anh bóc nốt cái dây ni lông ra xem nó là cái Sony gì. Sony thì nó nhiều Sony lắm. Đấy, đấy, bóc ni lông ra. Trong thời gian bóc ni lông lại mời quý vị và các bạn thưởng ngoạn vẻ đẹp độc nhất vô nhị. Đây, xin thưa tới quý vị và các bạn. Đây là chiếc đài Sony. Đây là chiếc đài Sony của người anh em Khánh Sòn ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh gửi vào đây cho lão nông chi điền. Cái model của cái đài Sony này là CFSOT 7100. Đây model đây. Đấy, 7100, cái điện thoại nó chán quá. Thoại này nó muốn phản hình đáp. Nhưng mà chưa có thóc. Đợi thu hoạch thóc với lại ngô ở trên nương về thì sẽ phan đình đáp cái con điện thoại này là Sony CFS 7100. Đấy, quay video hình ảnh nó cứ nhòe này, lắm lúc mình chẳng làm gì nó mà hình ảnh nó cứ zoom rồi. À, cửa băng vẫn ra, đài này tương đối là sạch, đài tương đối là sạch. Thôi thì buổi trưa ngày hôm nay nhận cái đài Sony CFS 7100SC của người anh em có cái bụng tốt ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Quay lại để quý vị và các bạn thấy được tình cảm của các Thượng Đế trên giải chữ S dành cho lão nông chi điền. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.